Ok, hello, xin chào các bạn. Thì trong video ngày hôm nay mình sẽ review một khối Rubik hàng chợ đến từ chợ. Thì mình mua từ chợ mà. Đấy. Thì đầu tiên là mình sẽ nói về hệ màu. Thì cái hệ màu của khối Rubik này á, nó rất là dễ lúc nha các bạn. Đi dẹp đi. Đấy, đó là hệ màu. Và tiếp theo mình sẽ nói về phần tốc độ. Cái tốc độ của nó rất chi là nhanh. Mình phải cần dùng lực rất mạnh để có thể đẩy được tốc độ của nó nha bạn. Wow, tốc độ rất là nhanh luôn á. Wow, thật là nhanh quá đi. Đấy. Và tiếp theo là nói về cái gốc của nó. Các bạn thấy đây, cái gốc nó rất là tốt ha. Quá tốt luôn. Trời, bình thường cái gốc thấy không? Tốt mà. Các lúc tốt mà đúng không các bạn? Và tiếp theo là mình sẽ nói về phần cấu trúc. Yeah, ở đây chúng ta có một cái cấu trúc nó rất là rẻ tiền. Wow. Cấu trúc thật là rẻ tiền quá đi. Và ở bên trong đây nó cũng là phần nhựa rẻ tiền. Chứ gì nó không được tốt lắm. Gắn lại cũng rất là dễ nha các bạn. Rất là dễ ha. Và tiếp theo là nói về phần giữ vững cấu trúc của nó. Bạn tin mình đi, cái giữ vững cấu trúc của nó sẽ không khiến bạn bị kẹt đâu. Bị kẹt đâu, yên tâm. Đó, đâu kẹt đúng không bạn? Và phần cuối cùng thêm lần nữa thì mình sẽ nói về cái phần cảm giác chơi. Thì cái cảm giác chơi mình của nó, mình phải nói thật các bạn là nó rất là hàng chợ. Wow, nó rất chi là hàng chợ luôn. Yeah, giác nó hàng chợ thật đấy, rất là tốt ha. Và mình cũng tiết lộ cho các bạn một bí mật luôn là con này mình mua được 1 năm rồi, mà trong 1 năm nó mình chơi mình chả bao giờ vệ sinh nó cả. Giờ còn dư hàng nè. Đấy. Và tổng kết lại là bạn có nên mua không? Nếu như các bạn thấy con Rubik này ở ngoài nhà sách thì mình khuyên các bạn một câu là không nên mua nha các bạn. Con Rubik tốt như thế này bạn không nên mua đâu nha. Đấy. Thì video mình chỉ đây thôi. Bạn thấy thích video này hãy cho mình một like, cũng đăng ký kênh để ủng hộ nha. À, và đừng quên ấn vào cái chuông để nhận được thông báo khi mình ra video mới nhất nha. Bây giờ thì bye bye.